Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như tiêu đề video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái tựa game BitSport, tựa game bài đổi thưởng uy tín và mới nhất 2022. Tựa game BitSport này thì không còn xa lạ gì với những bạn đăng ký kênh hoặc theo dõi những video của mình. Mình đã ra rất nhiều video để giới thiệu về nó nhé. Khi bạn đăng ký tài khoản theo đường link của mình sẽ đặt đường link ở phần mô tả video. Thì gặp mình sẽ tặng các bạn mã code free từ 28k đến 888k. Tùy thuộc vào các độ may mắn các bạn chỉ cần sao chép cho mình ID này và gửi cho mình vào nhóm Telegram mình cũng ghi dưới phần mô tả video, khi đó thì hệ thống sẽ chuyển tiền trực tiếp tài khoản các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gửi tiền mình vào két sắt và để lại số vốn 2 triệu để chơi cái tựa game này nhá. Với số vốn hôm nay chúng ta có là 2 triệu 5 thì chúng ta sẽ chơi cái trò tài xỉu nhá. Tài xỉu thì bây giờ mình phải đặt nhanh vì khi mà nó cân cửa thì nó sẽ trả lại cho mình. Đây, khả năng ván này sẽ bị trả lại rồi. Mình đặt nó hơi chậm. Này, nó trả lại cho mình này. Cân cửa nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn phải đặt trước tầm 1-2 giây là bạn đặt rồi. Vì nếu một bên nó chênh lệch quá nhiều, bên này 21 triệu, bên này có 7 triệu thôi, thì nó sẽ cân, nó đẩy hết những người đặt sau đi và để lại cho hai bên bằng mấy triệu nhé. Bây giờ, thế nên là cái này nó rất công bằng, các bạn không thể đặt theo số đông được. Ván đầu tiên thì mình ăn này, bây giờ nó ra tài, mình lên 2 triệu 7. Ok, tiếp tục ăn tài này. Vậy lên được 2 triệu 9, ăn được 194k, mất 6k tiền phí nhé. Hôm nay thì mình quay video ở không ở trong phòng, thế nên là nó sẽ có chút tạp âm. Nhà mọi người thông cảm giúp mình. Trong phòng hôm nay nhà mình đang sơn nên là nó rất là mùi. Đây, tiếp tục ăn 3 ván liên tục rồi này. Ăn được 194 lên 3 triệu 100 rồi. Vậy là mình ăn được 500k trong cái trò tài xỉu này nhá. Ngoài mình ra thì có rất nhiều những đại gia ở đây thì họ rất nhiều vốn. Và ngoài đại gia còn 63 người cũng đang chơi nữa mọi người nhá. Mình thì không được đứng ở đây. Mình chưa được vào và xếp hạng mọi người ạ. Ok, ăn được tiền này. Hôm nay cũng khá là may mắn nhá. Nhưng là mình cũng đặt theo ông bà suy khiến thôi, cũng không có gì mẹo nhiều. Mình chỉ có cái mẹo đó là nếu mà mình thua ván này, ván sau mình sẽ gấp thép lên, thì mình sẽ lấy được cái vốn thua ban đầu và ăn được một chút lãi nữa. Ồ, ván này mình thua rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp gấp thép nhé. Đặt cược là 400k. Thế nên là bạn nào có vốn ít thì hãy tham khảo cho mình những cái mệnh giá như là 5k, 10k để khi mà các bạn thua thì các bạn có thể gấp, có tiền để gấp thép lên. Đây, mình bị trả cái 500 rồi này. Mình đặt sau. Ui trời ơi, ván này mà đặt thì đúng là lấy lại được vốn. Đặt 500k luôn nhé. Mong là nó sẽ vào. Ok, như vậy là mình lấy được vốn và ăn được một chút lãi nhé. Ăn được 485k lên 3 triệu rưỡi. Vậy là mình ăn tròn được 1 triệu. Bây giờ mình đặt bên tài đi. Cái xỉu bây giờ rất ít người đặt, mình sợ là nó sẽ cân cửa và đẩy mình ra đấy. Khả năng là sẽ bị đẩy ra. Đấy. Đặt chậm một chút thôi. À ok, may mà ván này mình lại đặt tài.
Còn 3 giây cuối cùng, mong là ván này chúng ta thắng nha. Ok, quá ngon luôn. Hôm nay cũng rất là may vì hôm nay mình có những cái cầu mà thật bí mình không biết bắt như thế nào cả. Cứ đánh theo tâm linh thôi. Lên 4 triệu rồi. Ăn 500 nữa nhá, cho nó tròn, cho tròn tiền. Mình cất cửa có gì cũng bị đẩy ra ngoài cho coi. Đấy. Thật chậm. Ok ok. Sao hôm nay mỗi lần cất cửa là mình lại thoát chết thế nhỉ? Không ván vừa rồi thì mình lại thua mất 500k. Cố gắng thắng một ván nữa để mình ăn tròn 2 triệu rồi mình dừng video tại đây nha mọi người. Hiện tại bây giờ video mình đang là 5 phút 13 rồi. 5 phút 13 mình chơi được 5 phút 13 trong cái trò tài xỉu này và kiếm được gần 2 triệu rồi mọi người nhá. Đây là mình chơi trực tiếp và không hề cắt chỉnh sửa video. Thế nên là nhiều bạn lại bảo là hệ thống ưu ái mình là không phải nhá, không phải một mình chơi mà rất nhiều người chơi. Bây giờ lên 4 triệu năm này. Như vậy là mình đã ăn được 2 triệu tròn trong cái trò tài xỉu này rồi. Bây giờ mình tiến hành rút tiền. Các bạn chọn mình vào cái phần đổi thưởng này. Ở đây thì thêm cho mình tài khoản ngân hàng và đọc kỹ quy tắc trước khi rút tiền để tránh những sai sót và mất tiền các bạn. Min rút của nó chỉ là 100k thôi và tài khoản cần dư là 10k. Ok, video này thì mình sẽ dừng ở đây. Các bạn thấy video mình hay và bổ ích thì cho mình một lượt like, một lượt comment. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.